Còn ở phía dưới này thì các bạn sẽ chèn những từ khóa mà chúng ta tiến hành làm SEO vào. Và các từ khóa này thì các bạn sẽ lấy ở trong phần đó chính là công cụ keywordtool.io đây. Và chúng ta có thể gõ vào đây và lấy được từ khóa trong này. Các bạn search từ khóa ở đây và nó sẽ sinh ra các từ khóa liên quan. Ngoài ra thì các bạn cần phải cho clip này vào trong phần danh mục mà chúng ta tiến hành tạo. Chúng ta tạo danh mục đây. Và phần danh mục này thì như trong clip trước thì tôi có nói là các bạn lại tiếp tục nghiên cứu dựa trên công cụ Google Studio này để xem được là khách hàng đang quan tâm đến các nhóm nội dung nào để chúng ta tập hợp nội dung vào, từ đó sẽ tạo ra được nhóm nội dung. Và muốn cho video clip hấp dẫn thì các bạn nhớ là chúng ta có thể tạo hình tùy chỉnh, tải hình tùy chỉnh lên để làm sao cho là có một hình ảnh hấp dẫn và đập vào mắt ngay lập tức khách hàng nhìn thấy được là cái video clip này có đúng cái họ đang cần tìm hay không. Và đây chính là phần liên quan đến cấu hình nội dung. Và ở phần tiếp theo các bạn chú ý là đối với việc cấu hình về SEO này thì ngoài việc cấu hình tiêu đề trong nội dung có chứa từ khóa thì như vậy là ở các clip tiếp theo khi chúng ta muốn bổ trợ cho clip nào cần làm SEO, ví dụ bây giờ tôi có clip phân phối đèn sông Tinh Dầu phần 1 này, đó chính là clip chính và muốn người dùng search thấy clip này lên trên YouTube, thì như vậy là ở clip số 2, ví dụ đây là số 2, thì tôi sẽ phải tiến hành là đặt ở phía dưới là xem phần 1 và cho đường dẫn link YouTube thẳng ở phía dưới này. Và cứ như vậy đến phần 3, phần 4, phần 5 thì sẽ trở về, ví dụ với phần 3 thì sẽ có link của phần 1, phần 2. À, nếu ở phần 4 thì có link ở phần 1, phần 2, phần 3. Và như vậy thì link về phần video số 1 này sẽ là link cuối cùng được thừa hưởng tất cả các giá trị của các clip khác và như vậy nó sẽ lên trên top của Google. Và tóm lại thì đối với việc triển khai liên quan đến cấu hình SEO dành cho video thì các bạn nhớ cho tôi 3 việc chính khi tiến hành làm. Việc đầu tiên đó chính là chúng ta cần phải xác định là người dùng luôn luôn tìm kiếm thông tin và họ tìm xem là những thông tin nào phù hợp với nội dung họ cần. Cho nên các bạn phải nghiên cứu nội dung khách hàng cần tìm ở trên YouTube một cách rõ ràng và công cụ hỗ trợ đó chính là Google Keyword Planner hay là dùng công cụ Keyword Studio này. Việc thứ hai là trong quá trình làm thì chúng ta nhớ là phải chuẩn bị đầy đủ các cái loại video và tôi cũng đã hỗ trợ anh chị bằng cách là gì, là có hai cách để chúng ta tạo video nhanh. Cách một là anh chị sử dụng điện thoại chúng ta quay chia sẻ và up lên trên YouTube. Cách thứ hai là chúng ta sẽ vào trang là video.co để chế tạo ra các video bán hàng chuyên nghiệp trong một khoảng thời gian nhanh chóng. Và cuối cùng là để cấu hình SEO thì chúng ta nhớ là tiêu đề chứa từ khóa, trong nội dung có chứa từ khóa và có link dẫn tới đường link nào mà các bạn muốn tiến hành bổ trợ về SEO. Và trong SEO của video này thì đường link cuối cùng được chia sẻ về thì sẽ là link được thừa hưởng tất cả các giá trị của các video clip khác.